Hello, xin kính chào các chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tớ Tinh Tế Nội Thất Thanh Tâm. Thì bữa giờ Tớ cũng khá là bận cho nên là không có ra video thường xuyên cho anh chị mình xem được. Thì ngày hôm nay Tớ là quay trở lại video ngày hôm nay để làm một cái video cho anh chị mình xem. Hôm trước thì Tớ có review và giảm giá bộ combo nhà tắm 11 món là giá là 4.280.000. Đó thì được anh chị ủng hộ cũng khá là nhiều. Cho nên ngày hôm nay á thì Tớ cũng làm một combo, nhưng combo này nó chất lượng hơn và là nhiều món hơn, 11 món. Là combo này gần sẽ có được là 12 món. Thì nó chất lượng như thế nào và giá tiền như thế nào thì anh chị nhớ theo dõi đến hết video của Tớ để xem 12 món nó có những gì anh chị nhé. Đầu tiên anh chị thì nó sẽ là một cái dòng cầu liền khói. Nhất là thương hiệu là Faro và cái này hàng này là hàng nhập khẩu Trung Quốc nha anh chị nhé. Đây, hàng nhập khẩu Trung Quốc. Nó là một dòng cầu liền khói. Và thứ nhất nó là một dạng, cũng là dạng nắp bim luôn. Một liền khói cái bộ này thì lần đầu tiên mà cái này Tớ cũng chưa review cụ thể một lần video riêng dành cho cái bộ cầu này. Thì hôm nay qua Tớ mới nhập về rồi nên hôm nay là Tớ quay cho anh chị mình xem luôn. Và bán theo bộ dạng combo luôn anh chị nhé. Bán theo dạng combo để mà mình sẽ tiết kiệm chi phí mình nhiều hơn. Đó, đây dòng cầu nắp bim nè. Và nó sẽ đi dòng xả sấy hai cửa. Đây, xả sấy hai cửa thì Tớ cũng làm cũng khá là nhiều rồi. Tớ cũng test thử một số dòng xả sấy rồi nên là cực kỳ mạnh anh chị. Thì hàng Trung Quốc nè, thường thì sẽ có, chắc chắn sẽ có luôn cái rong chống hôi anh chị. Hàng Việt Nam của mình sẽ thường sẽ không có cái này. Hàng Việt Nam thường sẽ không có cái này đâu nha anh chị nhé. Chỉ có hàng Trung Quốc nó thế này thôi, thì có luôn cái rong cao su chống hôi như thế này nè. Đó, đây dòng thứ hai cửa à, khá là ok. Đây, chế độ là hai nút bấm anh chị nhé. Chế độ hai nút bấm và 3 lít và 6 lít nút bấm dài ha, cũng khá là đẹp, khá là tiện lợi luôn. Nút bấm dài thì bên trong bộ xả nó như vậy anh chị nhé, 3 lít 6 lít. Đó, còn tâm cầu mà từ trong tường mình đi ra thì nó sẽ là 30 anh chị nhé, 30 cm. Từ tâm cầu lỗ xả anh chị, tâm lỗ xả bồng cầu từ trong tường ra nó sẽ là 30 cm. Đó, đây món đầu tiên trong cái combo 12 món. Rồi tiếp theo nó sẽ là một cái logo treo tường như thế này. Đó, logo treo tường này mắc lên hàng Việt Nam anh chị nhé, cái này hàng Việt Nam. Đó, một logo treo tường. Và thứ ba nữa là nó là một cái chân treo. Cái này thì Tớ cũng trong bộ combo 4.280 cũng có cái logo chân treo này anh chị nhé, nhưng mà hôm nay sẽ khác một số phụ kiện linh kiện khác hơn. Đó, khá là xịn sò. Đây cũng có lò sò xá chàng nè. Đó là món thứ ba trong cái video ngày hôm nay, là món thứ ba. Và tiếp theo anh chị là món thứ tư trong cái video ngày hôm nay, đó chính là một cái sợi xịt vệ sinh. Và cái sợi xịt vệ sinh này cái này là không phải hàng cái nó chính hãng anh chị nha, không phải hàng cái nó chính hãng. Cái này là hàng xứ Việt Nam người ta dán thương hiệu thôi, chứ không phải hàng cái nó chính hãng nha. Đó, chị lưu ý cái này. Và cái thứ năm ở trong cái video ngày hôm nay, nó một cái tay cầu dây xịt. Thứ nhất là cái tay cầu này bên khóa hai đầu như này nè, thì một đầu là mình sẽ đưa vào cặp dây cấp nước của vòng cầu, một đầu là đưa vào xịt xịt. Đó, thì lần này mình cũng có cái đầu gài để mà chỉnh tường anh chị. Rồi, tiếp theo mà về qua cái bộ logo á, thì chúng ta sẽ cần có một cái bộ xả hệ thống thoát nước. Cái bộ xả này bộ xả nhắn anh chị nhé, cái bộ xả của gà xả nhắn thì mình cái này mình hay kéo dài ra được. Đó, kéo dài được anh chị nhé. Đây, cái này chúng ta sẽ kéo dài ra được. Đây, nút xả nhắn anh chị nhé. Lúc xả nhắn thì cái này mình, nếu mà trường hợp nhà mình sử dụng á mà giống như là tóc nè rớt trong đây thì mình kéo lên, mình có thể là mình kéo cái này lên để mình vệ sinh trong đây, nó cũng khá là tiện lợi cho mình anh chị ha. Lại đây cái gục gà đó mình sẽ kéo dài ra được anh chị, nó kéo dài ra được, nó khá là tiện lợi luôn. Rồi, tiếp theo nữa sẽ là một cái vòi lavabo, vòi nóc mệt anh chị ha. Vòi lavabo này để chúng ta dùng để rửa mặt, và đây là vòi nóc lạnh anh chị nhé. Đây là vòi nóc lạnh, phía dưới nó sẽ có luôn hai cái lỗ cấp nước này, một bên nóng là một bên lạnh á, một bên nóng và một bên lạnh. Thì cái này cũng có sợi dây đi kèm cho mình rồi anh chị, sợi dây cấp nước của cái vòi đi kèm cho mình rồi. Rồi, đó chính là món thứ sáu rồi anh chị ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi. Đó là món thứ bảy trong video ngày hôm nay là cái vòi anh chị. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ có luôn một cái gương soi. Cái gương soi là 45x60. Thì cái gương soi này trước là Tớ cũng có, cũng đã là có review ở trên những cái bộ combo khác anh chị, Tớ cũng có review rồi. Cái gương soi 45x60. Đó, cái bộ này thì hôm trước cũng có review rồi nên chị là xem qua lại đó nha. Nếu mà anh chị nào á mà chưa xem thì xem lại cái video này thôi. Đây, một cái gương soi. Đó, một cái gương soi anh chị 45x60. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là một cái kệ gương. Một cái kệ gương nằm ở phía dưới của cái gương soi này, nó chiều dài của nó là 50 anh chị. Chiều dài của nó là 50 cm anh chị nhé. Đó, chiều dài là 50. Đây, gương soi bên ngoài thành là chúng ta sẽ có luôn một cái
đường viền inox để mình bảo vệ đồ trên đây. Mình phải để kem đánh răng nè, bằng chải nè, ly nè lên đây để không đi rớt ra bên ngoài, nó khá là tiện lợi luôn. Rồi tiếp theo nữa anh chị, thì chúng ta sẽ có được là một cái mắt khăn, một cái mắt khăn inox như thế này. Cái mắt khăn inox này anh chị thì nó sẽ được hàng, đây là hàng gia công tại Việt Nam mình chị nhé, đây là inox 34% anh chị, đây hàng gia công Việt Nam mình. Mắt khăn phía dưới này chúng ta cũng có móc áo nè, và những khăn khô chúng ta thay gấp trên đây, khăn khô chúng ta thay gấp trên đây, còn khăn ướt khăn dơ chúng ta máng ở dưới. Những cái móc này thì nó khá là tiện lợi luôn đó, hàng nó khá là chắc chắn anh chị, khá là cứng anh, khá là dày luôn. Rồi tiếp theo nữa thì anh chị mình sẽ có luôn, khác biệt hơn những video khác là chúng ta sẽ có một cái dòng, đây chính là một cái gậy gốc inox 2 tầng anh chị, đây là cũng hàng Việt Nam mình sản xuất luôn anh chị nhé, vải inox 34 luôn. Ở đây hàng Việt Nam mình sản xuất, vải inox là 34 và gậy nó là gậy 2 tầng, để cho mình để gì ạ, chai xà bóng nè, chai xà bóng tắm nè, sữa tắm nè, cũng như là sữa tắm chai xà bóng, nó tùy anh chị mình để gì hay tay á. Khá là nhiều cây gốc trong tường 2 tầng như thế này thì khá là tiện lợi luôn. Những chai cao thì mình có thể để trên đây đó, những chai dầu gội này kia thấp thì mình sẽ dưới phần này, thì nó sẽ cũng khá là tuyệt vời luôn ở trong cái nhà tắm của mình. Đó là một này. Và cuối cùng cái video ngày hôm nay để một món cuối cùng ở trong video ngày hôm nay là cái gì, đó chính là sen tắm anh chị. Nhưng mà những cái video khác hay tới review cho anh chị mình á, nó là một cái củ sen, thì nó chỉ một cái tay sen tắm treo trên tường thôi. Nhưng cái video ngày hôm nay là một cây sen đứng trong lạnh, và cây sen đó là, và đây chính là cái cây sen ngày hôm nay anh chị ha. Cây sen là cái dạng sen vuông nóng lạnh đó, và chúng ta sẽ có một tay sen rời nè, một tay sen máng trên cần sen luôn, và có luôn một cái bát sen to như thế này. Đây là vòi nóng lạnh, và cái này chúng ta sẽ gặp quay lại nè. Thứ nhất là sẽ có 3 chế độ trên đầu vòi này. Một là chúng ta sẽ ra đầu vòi xuống hồ, nó điều chỉnh nắp ở đây. Đây là cái van mở nước nè, ngay chính giữa là chúng ta sẽ 50 nước là nó nóng và 50 nước lạnh, thì gạt bên trái qua bên phải là nóng lạnh tùy theo anh chị mình lắp cái hệ thống nước. Rồi phía dưới này chúng ta sẽ có một cái nút vặn để mà điều chỉnh theo chế độ anh chị muốn sử dụng ở chỗ nào. Một là chúng ta sẽ ra cái vòi này đó, nắp ở đây, ra vòi này, nó trên đây nó có 3 ký hiệu anh chị ha, đây có 3 ký hiệu nè. Rồi, để em cho anh chị coi thử nè, nó có 3 ký hiệu dưới đây, thì anh chị mình thấy xoay hướng nào tùy anh chị mình đó, mình muốn thích lên cái nào thì mình xài cái đó. Một cái là ra vòi nè, một cái là ra tay sen nhỏ trên đây đó, một cái là chúng ta sẽ xây lên một bát sen to trên kia để mình tắm. Và cái combo 12 món như vậy là cái cuối cùng trong video ngày hôm nay, là qua chúng ta sẽ quan tâm về giá nó sẽ như thế nào, và combo 12 món sẽ như thế nào anh chị. Giá của nó sẽ là 6.450.000. Đó là giá nếu như anh chị mình mua lẻ từng món sản phẩm. Nhưng ngày hôm nay anh chị mua theo một cái dạng combo gồm MG 12 món như vậy là anh chị sẽ tiết kiệm được 1 triệu đồng. Giá nó sẽ là 5.490.000. Tới khuyến mãi cho anh chị mình giá sẽ 5.490.000. Khuyến mãi từ nay cho đến hết tháng 6 2022 anh chị nhé. Là giá combo 12 món của nó sẽ là chỉ có là 5.490.000 thôi. Nếu anh chị mua combo chúng ta tiết kiệm được 1 triệu đồng anh chị. Tại vì những sản phẩm mà tôi đưa ra cho anh chị mình á, là trong cái nhà vệ sinh chúng ta là những sản phẩm thiết yếu chúng ta cần sử dụng trong nhà vệ sinh của mình, là gồm khoảng là 12 món, 12 món như vậy. Nhưng 12 món ngày hôm nay thì anh chị sẽ được tiết kiệm là 1 triệu đồng nếu như anh chị mua nguyên vật theo dạng là combo. Còn nếu như anh chị mua lẻ thì giá nó sẽ lên là 46.450.000 là anh chị. Thế nên là mình nên mua combo như vậy tiết kiệm thì nó sẽ tiết kiệm nhiều hơn. Và giá như vậy thì tới sẽ free ship cho anh chị mình trong nội ô thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như khu vực Thủ Đức quận 2 đó thì tới sẽ có tính ship một chút xíu. Còn nếu như tỉnh xa anh chị, ở tỉnh xa thì tới ship trên xe về cho anh chị mình, thì tiền ship thì anh chị chịu. Đó. Và địa chỉ cửa hàng của tới là 222 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline của tới là 0937844450 anh chị. Và là Zalo của tới luôn. Và anh chị ship xa thì tớ cũng làm video ngày hôm nay cuối cùng thì tớ cũng xin nói là nếu như anh chị ở tỉnh xa thì có thể là chuyển khoản trước cho tới, tại vì những cái mặt hàng này, nhất là hàng nặng thì bên bưu điện Viettelpost thì họ không có nhận những cái này, thì tới ship chành xe thôi, chành xe thì họ sẽ không có thu hộ, cho nên là anh chị tin tưởng anh chị chuyển khoản trước. Và nếu như anh chị nào á mà mình có người quen ở tại thành phố Hồ Chí Minh này thì có thể là cho người quen qua cửa hàng của tới xác nhận đây là cửa hàng của tới, thì tới sẽ nhất giá cho chị mình anh chị chuyển khoản thôi. Khi nào nhận hàng thì chị kia kiểm tra hàng thoải mái. Và cái cửa hàng của tới anh chị nói sẽ nằm mặt tiền tại đường Bình Long.
nằm ngay tại đường Bình Long. Thì cái cửa hàng thì bán cũng khá là lâu đời rồi, từ thời ông bà truyền lại cho tới rồi, khá là lâu đời, mấy chục năm rồi anh chị. Đó, và giấy phép kinh doanh tôi cũng có hẳn hoi cho anh chị mình xem. Địa chỉ anh chị thấy trên màn hình, nó là nguyên một cửa hàng bị ngang mặt tiền, hiện tại là 8m. Và cuối video ngày hôm nay thì nếu như anh chị nào quan tâm với sản phẩm của tới thì hãy inbox qua Zalo của tới và hàng qua Zalo của tới, qua hotline của tới là 0937844450. Và nếu như anh chị với tới thì cho thêm một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video, comment lại ý kiến của anh chị mình trong video ngày hôm nay. Và cuối video thì đừng quên đăng ký kênh của tới nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong một video tiếp theo.